chào các bác cô chú anh chị lại tiếp tục làm cây đêm các bác nhé. Giới thiệu các bác cô chú anh chị hôm nay là một cây linh sam rất là đẹp, dáng rất thụ và thiên nhiên. Đấy thì gần đây thì chia sẻ của bác là có duyên với những cây có hoa. Trước đấy là cây dâm bụt, sau đến cây hoa nhài và bây giờ là cây linh sam này. Thì đấy, gặp cái gì đẹp là múc cái đấy thôi các bác, chứ không phải là nghiện cái món xanh si hay gì cả, mà tùy thời kỳ và tùy cái lúc mình gặp có duyên với cây gì các bác, chứ cây gì đẹp là chơi hết. Chủ yếu xanh si là nhiều thì nó phù hợp với cái không gian và những cái hướng làm, nhiều cái cách làm tạo tác nó dễ và nó phù hợp với ở trên mái nhà hơn các bác, khí hậu nó khắc nghiệt nó chịu được. Đấy thì quay trở lại cây linh sam này thì đây nó trên cái chậu đúc khuôn xi măng này. Chậu này về vùng Thái Bình thấy làm nhiều. Đấy. Bác chủ bác ấy gắn cái cổng vào đây. Tôi thích cái cổng nhưng mà không thích gắn vào đây, tôi chỉ thích gắn vào xanh chi cái cổng này. Và gắn vào đây chả thấy nó hợp lý cái chỗ nào. À, thế lại bên này lại có một cái viên đá nó chả liên quan đến nhau, rất buồn cười. Cảm quan các bác nhá. Đây gốc bệ này nhá, bệ rất đẹp, lành lặn rất đẹp. Cái này mà lúc nào tôi vật lá các bác nhìn sẽ rõ. Đấy, cái chỗ này các bác nhìn nó như nguyệt quế sướng không? Bệ cứ có đấy, nhìn như nguyệt quế, nó già lắm, nó rêu cả thân này. Thì các bác biết là nó già như nào. Đấy các bác nhìn này, tán này như một đóa hoa. Đấy, lành lặn sướng lắm. Chắc cao độ 28 phân gì đấy. Hay khoảng 26 28 phân gì đấy. Đấy, cái mặt này. Cái mặt này. Các bạn nhìn, tôi sẽ chơi mặt này là mặt chính. Và cái cây này tôi sẽ chỉnh sửa như sau, vẫn để tán như này. Nhưng mà tôi sẽ đánh cái tay này nó dài. Cái phía bên này nó dài đến khoảng độ đây để lệch cây ra, chứ để lùm lùm nó như cái bông hoa ấy, nó không có điểm nhấn ấy, mặc dù cây rất đẹp. Đấy thì tôi muốn có điểm nhấn dài đến đây cho nó như là một cái chiều phóng ấy. Đấy, hoa đang hoa này, hoa ly sam khá là thơm các nhá, đẹp. Sam có tím trắng, loại này là loại hoa tím. Tôi không dành nhiều cái dòng giống linh sam đâu, nhưng mà loại này là loại lá to, rất nhiều dòng linh sam quá nhé. Cái này phải tìm hiểu thì mới biết được. Nó giống như xanh Nam Điền với xanh quê, rất nhiều loại. Nam Điền cũng có nhiều loại, xanh quê cũng nhiều loại. Đấy thì chơi cái gì chuyên thì mình sẽ tìm hiểu cái đấy. Còn những cái này thì cứ thấy đẹp là mình vã thôi. Đấy, một cây rất thiên nhiên. Tôi rất tâm đắc cái cây này. Cây dâm bụt cho đến cây nhài rồi cây này rất tâm đắc. Thì bây giờ là thú thực là nhà tôi có mỗi một cái chậu này đang sẵn này, chậu tàu cũ này. Và kích thước của cái này nó lọt lòng lắm, nó vừa khít cái chậu này như cái chậu này. Nhưng có điều là các bác nhìn thấy nó cảm giác nó to hơn, nó vì nó rất là dày dặn và cao thành. Đấy, tôi thích những chậu chữ nhật và đứng thành, có thể là mỏng hoặc là cao như này thì tùy vào dáng cây. Nhưng mà tôi thích nó đứng thành và nó màu sắc nó đơn giản. Rồng phượng tôi rất sợ. Cái này là lọt lòng thì chắc nó khoảng độ gần 10 phần. Đấy thì bây giờ tôi sẽ thay sang đây. Định mấy hôm nữa mới thay nhưng mà các bác máu lắm, không để cái chậu này nó cục mịch nhìn bực mình. Tất nhiên nhiều bác có khi cũng thích cái chậu này đấy, nhưng mà nó không hợp với cái cây này. Cái này cũng có vẻ không hợp lắm nhưng mà nó còn hơn cái chậu này. Đấy, và nếu mà gỡ ra thì bỏ cái cổng này, bỏ cái này đi, nó không hợp lý các bác. Lấy cái này sau gắn vào cái chỗ khác này, gắn cả xi vào đây này. Cái này thì hiển nhiên là dỡ bỏ rồi, nhìn nó vô lý quá. Ok, làm không nhá, trồng. Thank you.
Tôi sẽ cố gắng trồng nó lùi phía này, tâm nó lùi xong rồi để cho cái tán nó phóng này. Phía này, chiều này thì nó cảm giác nhiệt nhiên hơn. Món này nó hợp với cát hoặc là giá thể trộn là chấu chứ sốt sơ dừa sốt đất trộn sang rất là nhẹ ít đất thịt rồi cho luôn phần lợn mục dưới đất nhẹ sốt nó dễ sang đổi ra.
không đến nỗi luôn nhỉ. Nhìn trong ống kính thì tôi nghĩ các bác nhìn thấy nó sẽ rất là cao rồi. Tôi nhìn thấy nó không không khả năng giống kính thử lớn. Sẽ chỉnh sửa một chút các bác nhé. Thank you.
tôi có cảm giác là nhìn trên ống kính nó cao, nhưng mà thực tế nhìn ngoắt ngoài nó khác các bạn. Đây, các bác nhìn trực tiếp cây này chắc chắn sẽ mê. Tôi sẽ làm tán bên này nó rộng ra. Đấy, do nó dài bên này, còn bên này thì dừng rồi, không làm thêm nữa. Đấy, thì cái chậu này nó vừa khít mà, vừa khít và rộng thêm một tí nữa cho cây khỏe thôi. Và cái bệ này cho nó chảy thêm một chút nữa. Đấy các bác, tôi nghĩ là nó cái chậu này cũng khá hợp, không phải là hoàn hảo so với cây này nhưng mà nó hợp. Đấy, những cái này thì sau tận dụng, gài vào cái gì thì gài, không có để ném trộm. Đây, các bác nhìn, tất nhiên bây giờ chỉ cắt sơ bộ, chưa triệt để, lần sau tôi sẽ làm cái cây này nó thật là mịn màng các bác nhá. Mặt sau đấy các bác, mưa chắc đứng dưới này không bị ướt. Cây này nó ổn định rồi chứ, ông này chắc ông mới vào thêm dây này cho nó nắn mà, chứ cây này là cây ổn định rồi, đã tháo dây từ lâu thì hoàn toàn cắt giật tự nhiên. Đấy, nhìn khủng khiếp à, cảm giác như đứng dưới bóng cây cổ thụ đúng không, được che chở đúng không các bác. Đấy, đúng là cái câu, một cái chậu nào nó mỏng hơn thì đẹp. Chậu này hơi dày, kích thước thì vừa nhưng hơi dày thôi, nó cũng đẹp. Đấy, thân phát chân vệ không chê được, kể cả đoạn này các bác từng lép nhưng mà nó là một cái hay các bạn, chứ nó xoè đều là cây là làm từ bé, trồng trên cái rổ thì lại là nhân tạo. Đấy, đây thì dù sao nó có những cái nét tự nhiên, chỗ này thân nó như nguyệt quế các bạn. Nhìn thân nó vẫn xoắn như nguyệt quế. Đấy, phê, không có sẹo chứ gì. Tôi vừa cắt cái thầm màu thừa này đây, chứ chẳng có cái gì cả. Đấy, hoàn toàn cắt giật tự nhiên. Đấy các nhé, tôi thích cái này. Đấy, lâu lắm mới chơi một cái linh sam, cảm nhận là nó đẹp thực sự luôn. Các bác có dịp qua tôi ngắm nhá, ban ngày nhá các bác nhá, chiêm ngưỡng nó, chứ nhìn trên ống kính cây này nó xấu hơn ở bên ngoài chứ không phải nó xấu. Đấy, sau này sẽ chỉnh sửa nó, gỗ tàn thì nó thật là mịn màng, chứ không chỉ để chơi bóng mà chơi cả khi vặt lá nó cũng đẹp. Đấy, cái này thì chắc hết lứa hoa này tôi vặt lá luôn. Đấy, nhìn khiếp, đầy đặn. Ok, cảm ơn các bác nhé.